Em xin được gửi lời chào đến toàn thể quý chị khách hàng của Trung Tự Auto ạ. Ngày hôm nay thì sẽ là một video em sẽ cập nhật những cái sản phẩm xe mới về tại Trung Tự Auto Hà Nội. Không phải chiếc V3 này đâu ạ. Chiếc này là một chiếc xe Chủ tịch Thắng bên em mua về để tặng chị nhà nhân dịp 20 tháng 10 trong thời gian sắp tới. Những chiếc xe mà em mới về đó là Mitsubishi Outlander sản xuất năm 2023 bản CVT, xe rất đẹp này. Và Kia Sorento máy xăng sản xuất năm 2022 phiên bản Signature. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu trước cho anh chị về con Mitsubishi Outlander này nhá. Chiếc này của em là sản xuất năm 2023 phiên bản CVT. Em mua ở Hà Nội, xe cá nhân một chủ sử dụng từ đầu. Lăn bánh mới có 1.1 km thôi. Xe rất đẹp anh chị ạ, sơn zin 100%. Về em không cần phải sơn tỉa lại gì cả mà cũng không cần phải đánh bóng gì luôn. Chỉ dọn nội thất này, dọn khoang máy và dọn khung gầm thôi. Và giá bán em đang để là 769 triệu. Và mời chị quan sát một chút về phần đầu xe. Những chi tiết như là hệ thống đèn rồi là mặt ca lăng đều là nguyên bản. Vẫn là cái thiết kế Dynamic Steel quen thuộc của dòng Mitsubishi. Và bản CVT này nhà sản xuất vẫn ưu ái trang bị cho xe đó là hệ thống cam 360. Chưa có cảm biến phía trước đâu anh chị ạ. Và lốp xe đây ạ, dàn lốp tất cả đều liền đời theo xe này, là dáng đẹp lắm anh chị. Lốp đẹp, xem đi cứ muộn mốt mà, thật ra là cái chất xe nó rất mới. Dành cho anh chị nào mà đang phân vân là còn nên mua xe lướt hay mua xe cũ hay không thì anh chị hãy tham khảo ngay con này của em đi ạ, sẽ tiết kiệm cho anh chị một khoản chi phí khá lớn đấy ạ. Đấy, đây là cái không gian nội thất bên trong của xe và anh chị thấy là hầu như những cái chi tiết khấu hao bên trong nó không có luôn. Chiếc này thì anh chị đi được khoảng 4.000 cây nữa thì bảo dưỡng giúp em đi. Và đây cái không gian hàng ghế thứ hai với cái tầm tiền loanh quanh khoảng hơn 700 và muốn tìm một chiếc xe gia đình 7 chỗ ngồi đi bền bỉ, tiết kiệm, bảo dưỡng rẻ thì em nghĩ là Mitsubishi là một sự lựa chọn rất là hợp lý rồi. Chiếc này của em biển số Hà Nội, phiên bản CVT thì nó vẫn sử dụng hệ thống cốp cơ thôi. Và cái không gian cốp đây ạ, khi chúng ta gập cái hàng ghế thứ ba lại thì sẽ ra tạo ra một cái không gian cốp nó rộng rãi như này. Cái là nguyên bản theo xe, em vẫn để ở cốp, anh chị nào sử dụng thì vẫn sử dụng được bình thường ạ. Tất nhiên là tất cả những mẫu xe đang có tại Trung Tự Auto bên em thì về vấn đề tai nạn, ngập nước là chắc chắn không có, anh chị cứ mang đi check test thoải mái hay đâu cũng được nhá. Và nếu anh chị quan tâm cái dòng sản phẩm VinFast VF3 này thì có gì video sau em sẽ lên video giới thiệu về xe ạ. Nếu anh chị quan tâm thì để lại bình luận xuống phía dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi thêm nhá. Và đây cái sản phẩm mà em mới về tiếp theo đó là Kia Sorento máy xăng sản xuất năm 2022, phiên bản Signature màu trắng nội thất kem ạ. Chiếc này của em lăn bánh đó là 3.000 km, giá của xe là 1.019 triệu đồng. Kia Sorento máy xăng thì sử dụng động cơ đó là 2.5, nó giống với Hyundai Santa Fe đấy anh chị, nó cũng sử dụng cái hộp số 8 cấp giống Hyundai Santa Fe, cũng công nghệ giống hộp số khung gầm nó giống nhau đó. Chiếc này thì nó sẽ có chiều dài nhỉnh hơn so với Santa Fe khoảng 20 cm anh chị, thiết kế nó trẻ trung hơn. Trang bị công nghệ của đời 2 của Kia Sorento đời 2022 này thì nó sẽ kém hơn so với Santa Fe một chút, không vẫn chưa có cảnh báo đèn mù trên gương đâu ạ. Phải đời 2023 thì Sorento mới có cảnh báo đèn mù trên gương. Nhưng được cái không gian nội thất bên trong nó rộng rãi hơn và thiết kế nó trẻ trung hơn. Đấy, ví dụ như là cái gu của anh chị thích một chiếc xe nó trẻ trung thì có thể tham khảo sang Kia Sorento ạ. Chiếc này em thấy thiết kế nó trẻ trung hơn anh chị. Còn Sorento thì còn Santa Fe lại trung tính hơn một chút. 1.019 triệu đồng anh chị nhá. Sorento này thì bên em đang có khoảng 8 mẫu xe tại cửa hàng. Nhiều xe lắm, cả máy xăng, cả máy dầu đầy đủ cả. Vì vậy là nếu anh chị quan tâm Sorento máy xăng hay máy dầu đời 21, đời 22 thì hãy liên hệ với Trung Tự Auto bên em ngay và luôn ạ. Ở phía ngoài này thì em đang để mẫu xe Hyundai Palisade sản xuất năm 2023 đăng ký 2024. Xe đi rất là lướt, đi 8.500 km và em đang để với mức giá là 1.369 triệu. Dòng xe này thì nó sẽ cùng phân khúc với cả Kia Carnival. Sử dụng động cơ máy dầu 2.2 phiên bản Exclusive. Bác chủ cũ của chiếc xe này thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh mua xe đi để trải nghiệm anh chị ạ. Sau 8.500 km thì đã để lại cho cửa tôi bên em. Bác chủ cũ này có điều kiện đấy ạ. Rất là nhiều xe mua xe đi để trải nghiệm. Và đây là không gian nội thất của mẫu xe Hyundai Palisade. Trang bị công nghệ thì vẫn rất là nhiều anh chị. Bản Exclusive này của em thì nó chưa có cửa sổ trời đâu. Con này của em là phiên bản 6 ghế. Đấy, hàng ghế thứ hai thì nhìn như chủ tịch luôn nhưng mà chưa có ghế massage. Về anh chị có thể độ thêm. Đấy, chiếc xe này thì dành cho anh chị nào mà thích độ một chút. Đấy, độ lên ghế chủ tịch em nghĩ là ok. Ở bên phía trong cửa hàng này thì em đang có một vài cái sản phẩm như là Hyundai Tucson đời 2020 bản máy xăng 2.0 đặc biệt
Chiếc này thì em mua ở Quảng Ninh. Xe chiếc này của em ưu điểm là nội thất đẹp lắm. Nội thất đẹp đi 5,5 km. Và em đang để là 709 triệu. Ở kế bên là mẫu Kia Sorento máy dầu đời 2022 bản Signature 1,048 tỷ. Ở chiếc xe này là Hyundai Santa Fe máy xăng đời 2023 biển 89 Bắc Ninh. Thì em mới nhận cọc 2 hôm trước rồi. Chắc là ngày hôm nay là bác chủ xe đến nhận này. Xe đời 2023 rất đẹp luôn anh chị. Ở bên trong này em còn một mẫu Outlander nữa. Chiếc này của em là sản xuất năm 2020 bản 2.0 Premium. Thì em đang để là 699 triệu. Còn đây là mẫu xe Ford Everest sản xuất năm 2023 phiên bản Sport. Em mua ở Phúc Thọ, Hà Nội. Và xe này lăn bánh đó là 3,7 km, 1,150 tỷ là giá bán của xe. Ở phía dưới này thì em đang còn Sorento. Đây, Sorento thì nhiều xe lắm. Đời này thì nhiều nhất là Sorento. Sorento máy dầu sản xuất năm 2021 phiên bản Premium, em để hơn 900 chút thôi. Còn đây là mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2019 máy dầu số tự động một cầu. Chiếc này đang để cho anh chị đó là 868 triệu. Bên cạnh lại là một chiếc xe Sorento máy dầu nữa. Còn đây là sản phẩm Toyota Fortuner máy dầu số tự động 2 cầu sản xuất năm 2019. Nếu anh chị nhu cầu công việc mà chúng ta hay đi công trình hay đi những cung đường đồi dốc, những cung đường gồ ghề, cần một chiếc xe động cơ mạnh mẽ, khung gầm chắc chắn, chạy bền bỉ, thì chắc chắn là Fortuner sẽ là một sự lựa chọn chân ái rồi. Chiếc này của em động cơ của nó là 2.8 rất là mạnh mẽ luôn. Khung gầm của Fortuner thì anh chị biết rồi, rất là chắc chắn, chạy vô cùng bền bỉ. Và chiếc này của em mang biển số Hà Nội, lăn bánh nó là 9,8 km. Em đang để với mức giá đó là 939 triệu đồng. Ở phía dưới này thì em đang còn dòng sản phẩm Mazda CX-8 sản xuất năm 2023 phiên bản Premium. Xe này của em đi 2,3 km full lịch sử bảo dưỡng hãng. Và em đang để cho quý chị đó là 1,069 tỷ. Kế bên là Kia Carnival sản xuất năm 2022 máy dầu phiên bản Signature. Xe đi 2,8 km full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Xe cá nhân một chủ sử dụng từ đầu. Và em đang để với mức giá là 1,318 triệu đồng ạ. Kế bên đó là hai sản phẩm Hyundai Santa Fe. Hai sản phẩm Hyundai Santa Fe máy dầu, một chiếc sản xuất năm 2020 và một chiếc sản xuất năm 2016. Cả hai chiếc xe đều là phiên bản full anh chị ạ. Chiếc 2016 này em đang để là 669, còn chiếc 2020 em đang để là 909 ạ. Vẫn rất nhiều anh chị thích cái form dáng này của Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe thì tầm khoảng 3 năm lại thay đổi form dáng một lần, và khi thay đổi form dáng thì không liên quan gì đến nhau anh chị ạ. Nhưng mà em công nhận là Santa Fe máy dầu đi nó vẫn sườn đúng không ạ? Và cái form dáng của nó thì vẫn khá là đẹp. Đây là mẫu xe Kia Sorento máy dầu sản xuất năm 2022 bản Signature, 1,048 triệu. Ở phía dưới này thì em còn Mazda CX-5 đời 2019 sử dụng động cơ 2.5 phiên bản Signature 2 cầu, 729 triệu. Còn kế bên là VinFast Lagera sản xuất năm 2022 phiên bản Plus. Xe này đi 1,4 km, vẫn còn bảo hành chính hãng 8 năm nữa. Và em đang để là 859. Tiếp theo đó là mẫu Mazda CX-8 sản xuất năm 2022 phiên bản Premium 1 cầu, vẫn thuộc phong dáng cũ, chưa cửa nóc đâu anh chị ạ. Chiếc này là 900, em đang để là 929 triệu đồng. Và đây là sản phẩm Subaru Forester sản xuất năm 2021 phiên bản 2.0 ES iSize GT, là phiên bản cao cấp nhất của xe. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian, đã có cam 360, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, phanh khoảng cách, cảnh báo điểm mù trên gương. Dòng xe này là thuộc phân khúc crossover hạng C. Ưu điểm nổi trội đó là cái không gian nội thất bên trong rộng rãi, khung gầm chắc chắn, hệ thống treo tốt. Và 868 triệu là giá bán của xe anh chị ạ. Đây lại là một chiếc xe Fortuner đời 2019 nữa, máy dầu số tự động một cầu, đang để là 868 ạ. Đấy, rất nhiều xe đang có tại Trung Thực Auto bên em. Mẫu mã thì đa dạng. Em có cả gầm cao, có cả gầm thấp để phục vụ quý anh chị. Vì vậy là anh chị nếu có nhu cầu quan tâm bất kỳ dòng xe nào thì hãy nhắn tin hoặc là call trực tiếp qua số điện thoại hotline trên màn hình, đó là 0975 79 4 2, để đội ngũ Trung Thực Auto bên em phục vụ quý anh chị trong thời gian nhanh nhất, để không bỏ lỡ thời gian nào của anh chị ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Trung Thực Auto bên em và đón xem những video tiếp theo một cách thường xuyên hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.